Ở video ngày hôm nay, tôi muốn đem đến cho bà con mình một sản phẩm đột phá đến từ Ý, Combi Italy ATT, phân bón lá vi lượng. Đây là sản phẩm tiên tiến, giúp cung cấp các dưỡng chất vi lượng cần thiết qua lá, giúp cây trồng hấp thụ nhanh chóng và đạt năng suất vượt trội, chứa các thành phần vi lượng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của cây trồng, gồm có magie chiếm 2,41%, sắt là 40.000 ppm, kẽm là 20.000 ppm, mangan là 15.000 ppm, bo là 12.000 ppm, molybden là 1.000 ppm, đồng là 1.000 ppm, độ ẩm là 1%. Sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần này không chỉ cung cấp dinh dưỡng thiết yếu mà còn giúp cho cây trồng chống lại tình trạng thiếu vi lượng, đảm bảo cây phát triển toàn diện. Oligomid chứa hàm lượng cao các nguyên tố vi lượng dưới dạng chelate ADTA và DTBA iron, giúp phòng ngừa và điều trị các bệnh chính liên quan đến thiếu vi lượng ở cây trồng, giúp cho cây trồng phát triển toàn diện, ra hoa đồng loạt, ngăn ngừa và giảm hiện tượng rụng trái non, tăng năng suất và phẩm chất nông sản. Về cách sử dụng thuốc, bà con cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì để sử dụng đúng liều lượng với từng loại cây trồng nhé. Bà con nào đang có nhu cầu mua hàng, hãy liên hệ ngay với số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kisuhuy.vn.